À, thưa quý vị, trên miền Bắc Mỹ là đang xảy ra một cái vấn nạn, nó làm cho cái kinh tế của Bắc Mỹ cũng như nghĩa là đang lâm vào tình trạng khủng hoảng. Thưa quý vị, chúng ta biết là có nhiều người Canada, những người Mỹ đến đi đường khủng, họ chống đối kịch liệt cái vấn đề mà đeo mặt nạ, kiểu người chống đối cái vấn đề chắc vaccine. Nó cho tới giờ này thì vẫn còn có những cái xe truck, xe tải, khoảng 200 cái xe truck, xe tải khổng lồ đó, chặn cái đường cái biên giới của Canada và Mỹ, và làm cho cái nền kinh tế của hai bên đều chơi giới luôn, tại vì các hãng xe hơi bây giờ tuyên bố đóng cửa. Bây giờ đóng cửa tại không có không không có nghĩa là những cái vật liệu để có thể thay thế sửa chữa cũng như là để xây build một cái xe mới. Thưa quý vị, thành ra bây giờ Chrysler này, Toyota này tuyên bố đóng cửa một số những cái đóng sửa một số những cái manufacturer, những cái hãng xưởng. Đây là một cái chuyện rất là kỳ cục mà cực kỳ vô lý đó, mà những người này bây giờ ở lì đó 2 tuần lễ rồi, thưa quý vị, 2 tuần lễ rồi, làm cho cái rất là trở ngại giao thông, không ai đi qua lại, không ai đi qua lại được. Và đương nhiên chắc chắn là cái vấn đề mà trên chở vật liệu cần thiết cho Mỹ, Canada cũng đều thiếu thốn. Thành ra mấy người này đã gây ra một cái khủng hoảng kinh tế bằng cách cực kỳ vô lý. Chúng tôi thấy là cái vấn đề này, mấy người này lỡ dùng danh từ bình dân thì không dám nói, nhưng mà những người này phải suy nghĩ lại, hành động điên điên rồ như thế này chẳng làm được cái gì hết trơn, mà đem đến thiệt hại kinh tế cho cả hai nước, thưa quý vị. Thêm một điều nữa là ở bên Pháp và bên Đức, là các vị lãnh đạo đó cũng sợ rằng là có cái vấn đề mà có nhiều anh đi đường khủng vậy, cho nên đã ra lệnh cấm, tuyệt đối cấm, không có được dùng xe rắc xe tải để mà blockage, để mà đóng cửa một cái cơ sở nào hết, thưa quý vị.